vitamin nè, tự ngậm uống hết viên đó gì chị hai nha. Ăn đi lúc đi, ăn đi, nếm thử. Liếm hết chị hai bỏ tủ lạnh. Lúc đi. Rồi, ăn thử đi. Ba tê cá hồi. Này, à, cái này là vị cá ngừ nha mấy bạn, không phải là cá hồi, cá ngừ. Kỳ ơi. Mát quá ha. Đuôi dài đã rồi. Nằm nó thở. Nè, phô mai. Ngồi xuống, người lịch sự nó không có trèo lên, ngồi xuống. Nhanh lên để chị hai mở ra đã. Bây giờ phải ngồi xuống rồi chị hai mới mở được, nhanh lên. Ừ. Nè. Lúc kia qua đây. Nè, hộp phô mai nè. Thích ăn cục nào chỉ đi. Chỉ đi. Ây da. Nè, lấy tay chỉ vô. Lấy tay chỉ vô. Ok, cục này. Trời ơi. Nào không?